cựu trưởng phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, hai lần nhờ con gái đi nhận hoa hồng. Bị can Ngô Vui, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, bị cáo buộc đã có hai lần nhờ con gái đến công ty NSG của Hoàng Thị Thúy Nga để nhận tiền hoa hồng. Giám đốc Sở nghỉ hưu vẫn nhận tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch công ty NSG Group cùng 13 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc cấu kết với cựu giám đốc Sở Vũ Liên Oanh, đồng thời chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hàng loạt những chiêu trò để gian lận, thâu tóm các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm công ty của bà Nga đã trúng liên tiếp 6 gói thầu tại 6 dự án trong các năm 2016, 2017, 2018 và 2019 với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, cơ quan tố tụng chỉ có đủ căn cứ chứng minh hành vi thông thầu của các bị can tại 2 gói thầu năm 2019 với tổng trị giá hơn 323 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. 4 gói còn lại chưa thể xác định. Sau khi thực hiện xong các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga chi hơn 30 tỷ đồng hoa hồng cho các bị can tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Cụ thể quá trình điều tra, bị can Vũ Liên Oanh khai nhận 14 tỷ đồng trong 4 lần. Lần thứ nhất vào dịp lễ 23 tháng Chạp năm 2016, Nga trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh để đưa cho anh 1 tỷ đồng. Cuối năm 2017, Nga tiếp tục đến biếu 3,5 tỷ đồng. Sang năm 2018, Nga đưa 5 tỷ đồng và cuối năm 2019, thời điểm này Bảo Anh đã nghỉ hưu, Nga đến tận nhà riêng để đưa thêm 4,5 tỷ đồng. Số tiền này, Bảo Anh mong muốn cùng gia đình khắc phục nhưng chưa được. Cơ quan điều tra cho biết đã kê biên 8 bất động sản của bị can nhằm đảm bảo công tác thi hành án. Cựu trưởng phòng nhờ con gái đi nhận tiền lại quả. Đối với bị can Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cơ quan điều tra cho rằng dù không có sự đòi hỏi hoặc thỏa thuận từ trước, nhưng sau khi công ty NSG và các công ty của Nga trúng thầu từ năm 2016 đến 2018, Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp 3 lần đến phòng làm việc của Vui tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh để gặp và đưa tiền cảm ơn. Năm 2019, Nga tiếp tục giao cho nhân viên làm nhiệm vụ đưa tiền cho Vui. Song cơ quan điều tra xác định bị can Vui hai lần nhờ con gái là Ngô Hoàng Anh đến tại công ty NSG nhận mang về. Tổng số tiền Vui nhận là 14,8 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả. Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc sau khi được Vũ Liên Oanh giới thiệu với bà Hoàng Thị Thúy Nga, ông Vui đã chỉ đạo hai cấp dưới là Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh phối hợp với nhân viên của Nga để lập dự án thiết bị giáo dục và các thủ tục để Vui ký nháy hoàn thiện hồ sơ, trình Vũ Liên Oanh cùng sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Sai phạm của ông Vui đã tạo điều kiện cho công ty của Nga trúng thầu. Còn bị can Hà Huy Long, cựu phó phòng kế hoạch tài chính khai, sau khi dự án hoàn thành, ông ta được Hoàng Thị Thúy Nga đưa 1,395 tỷ đồng và 20.000 USD tương đương với 460 triệu đồng cảm ơn. Số tiền này Long đã chi tiêu cá nhân. Trong số các bị can là cán bộ công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, thì chỉ có Phạm Thị Hạnh là không hưởng lợi gì từ các gói thầu của 6 dự án. Quá trình làm việc, nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, Hạnh đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài vụ án thông thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, bị can Hoàng Thị Thúy Nga đã bị xét xử trong hai vụ án lớn đều về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bà Nga 12 năm tù với cáo buộc có sai phạm cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, gây thiệt hại hơn 148 tỷ đồng ở dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, bà Nga bị tuyên án 8 năm tù với cáo buộc câu kết cùng lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ gây thiệt hại khoảng 33 tỷ đồng tại 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện trên địa bàn. Ngoài ra, bà Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Vụ án này, 9 bị can đã bị khởi tố, bao gồm bà Nga và cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công điện yêu cầu tập trung thi công hoàn thành các thủ tục đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch đối với 3 dự án cao tốc. Đó là dự án cao tốc đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Dây thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam – phía Đông giai đoạn 2017-2020. Qua theo dõi tiến độ thi công các dự án trên, Bộ Giao thông Vận tải nhận định dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu.
Do đó, Bộ yêu cầu lãnh đạo các ban quản lý dự án trực tiếp có mặt tại hiện trường đến khi hoàn thành dự án, hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Thiếu cả đăng kiểm viên liễn lẫn dây chuyền kiểm định, Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết như vậy về tình kiểm định xe cơ giới trên cả nước. Tính đến ngày 26 tháng 2, cả nước có 121 trên 489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động do đang bị cơ quan công an điều tra hoặc không đủ điều kiện hoạt động hoặc tự đóng cửa. Về nhân sự, cả nước có 2014 đăng kiểm viên. Tuy nhiên, số đăng kiểm viên đang làm việc trên toàn hệ thống chỉ còn khoảng 1.500 người. Dự kiến ngay trong tháng 3 năm 2023, năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động chỉ đạt 52% nhu cầu người dân tại Hà Nội và 53% tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong tháng 4 tới sẽ có thể ùn tắc nghiêm trọng hơn nữa và nguy cơ đứt gãy hệ thống kiểm định do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu kiểm định ô tô của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin sẽ công bố đề minh họa và lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tuần này. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm nay Bộ đã chuẩn bị đề thi mẫu sẵn sàng và sẽ công bố vào đầu tháng 3. Toàn bộ đều nằm trong chương trình trung học phổ thông đặc biệt lớp 12. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang lên phương án tăng cường câu hỏi nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã xây dựng theo hướng giữ ổn định như năm trước. Điểm mới của kỳ thi năm nay là sẽ được tổ chức sớm hơn so với năm ngoái, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7 như các năm trước. Theo đó, lịch tuyển sinh của các trường đại học cũng được đẩy lên sớm hơn để trong tháng 9 có thể cho sinh viên nhập học. Thưa quý vị, hơn 30.000 lượt trẻ em được hỗ trợ dinh dưỡng, nhận học bổng và dụng cụ học tập với tổng kinh phí 8 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 4 năm thực hiện dự án hỗ trợ học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần AC Cúc Việt Nam thực hiện. Được triển khai từ năm 2019 đến nay, dự án đã tăng khẩu phần ăn cho hơn 30.000 lượt trẻ em gồm hỗ trợ bữa ăn hàng ngày và hỗ trợ khẩn cấp bữa ăn cho các em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Cùng với đó là các hoạt động tiếp sức đến trường thông qua việc trao học bổng cho hơn 1.400 em, trao dụng cụ học tập cho hơn 2.000 lượt trẻ em. Năm nay, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí khoảng 3 tỷ đồng cho hơn 9.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương. Trải qua 30 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ Trẻ em các cấp đã huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hỗ trợ trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc.